Chào tất cả anh chị các bạn, xin chào các giám đốc, CMO, các cái giám đốc marketing hoặc là các vị trí tương đương như là giám đốc truyền thông, giám đốc quan hệ công chúng, vân vân. Tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa hay doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp quốc tế thì nó sẽ có những cái bộ phận tương đương hoặc là không có bộ phận tương đương. Nhưng mà nhìn chung là vai trò của giám đốc marketing là rất là quan trọng, đúng không ạ? Đặc biệt là ngày nay thì chúng ta thấy rằng là các cái doanh nghiệp mà người ta sử dụng digital marketing thì nó là cái vừa là cái công cụ marketing truyền thông xây dựng thương hiệu, nó cũng vừa là cái công cụ để chúng ta bán hàng ngay lập tức. Thế cho nên là cái vai trò của cái bộ phận là marketing nói chung cũng như là vai trò của giám đốc marketing nói riêng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thậm chí những cái doanh nghiệp lớn họ sẽ có những cái bộ phận tương đương như truyền thông, như là PR, như là digital marketing riêng. Đấy, những cái tập đoàn lớn họ sẽ làm chi tiết và nhỏ như vậy. Còn ở Việt Nam, những cái doanh nghiệp nhỏ vừa thì có giám đốc hoặc trưởng bộ phận marketing là đã tốt lắm rồi. Và thế thì cái vai trò đó là gồm những cái gì? Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là về góc độ vai trò thì chúng ta sẽ thấy là với cái cấp độ là C-level, tức là cấp độ giám đốc, thì chúng ta có những cái vai trò quan trọng như là vai trò quản trị, vai trò lập kế hoạch, đúng không ạ? Vai trò thực thi, vai trò giám sát, vai trò cố vấn. Đấy. Thế còn chi tiết hóa ra này nó gồm những cái gì? Thứ nhất là nó quản lý và giám sát các hoạt động cũng như là quá trình làm việc của bộ phận marketing, bao gồm các cái nhân sự cấp dưới, thí dụ như là bộ phận chạy quảng cáo, bộ phận làm nội dung hình ảnh, làm nội dung dạng là các bài viết, làm nội dung là dạng video, các cái đơn vị làm phần mềm. Đấy, nếu như mà mình có quản lý web hay app, ví dụ như thế, rồi thì sẽ có những cái bộ phận là chăm sóc khách hàng, bộ phận quan hệ với đối tác, đấy, bộ phận quan hệ với công chúng, các nhà đầu tư. Đấy, thì đấy là những cái bộ phận cơ bản của một cái phòng marketing. Đấy, còn ngoài ra thì nếu quy mô nó lớn hơn nữa thì nó có thể có nhiều bộ phận hơn, có nhiều cái cấp bậc, cái vai trò, cái vị trí trong doanh nghiệp, đúng không ạ? Hoặc là đối với digital marketing thì chúng ta có người làm email, có người làm sale web, có người viết bài, có người làm video, có người quản lý fanpage, có người livestream, thì có thể đều thuộc cái bộ phận marketing của chúng ta, tùy thuộc cái cách tiếp cận của chúng ta với doanh nghiệp và cũng như là cái quy mô của chúng ta như thế nào. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ lên kế hoạch triển khai đào tạo phối hợp với nhiều bộ phận trong phòng marketing nói riêng và trong doanh nghiệp mà nói chung. Thế thì ví dụ như là lại làm việc với phòng kinh doanh, làm việc với phòng kế toán, làm việc với các cái bộ phận chăm sóc khách hàng để chúng ta sẽ có kế hoạch marketing tổng thể, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng nghiên cứu cái nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ và tìm hiểu thị trường, xác định cái phân khúc khách hàng cũng như là định vị thương hiệu. Thì đây là cái nhiệm vụ cũng rất là cơ bản của marketing. Thì những người làm marketing leader thì sẽ phải làm như vậy, đúng không ạ? Tôi sẽ có video nói về cái chủ đề này. Chúng ta cũng nghiên cứu và phân tích đối thủ một chút, không quá nhiều nhưng chúng ta cũng phải biết đối thủ. Có nhiều cái CEO họ nói rằng là họ không quan tâm đến đối thủ. Tôi cho rằng điều đấy là không đúng, đúng không ạ? Họ sẽ tập trung vào cái marketing nội bộ và chăm sóc khách hàng rất là quan trọng rồi, nhưng chúng ta cũng phải quan tâm đến đối thủ. Thí dụ như là Samsung thì họ phải biết là Apple sẽ sản xuất điện thoại như thế nào, và Apple cũng phải biết là sản xuất của Samsung như thế nào. Không thể nói là họ không quan tâm được, vì họ biết để họ có thể là đi theo hoặc là bắt chước hoặc là tránh xa những cái, hoặc là họ sẽ làm cái sản phẩm của họ tốt hơn, khác biệt hơn. Đấy, theo cái triết lý kinh doanh của họ, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta cũng sẽ xác định cái tập khách hàng mục tiêu, các thị trường mục tiêu. Đấy, rồi thì các cái đơn vị kinh doanh chiến lược, đúng không ạ? Các cái phân khúc chúng ta lựa chọn như thế nào, rồi tạo dựng cũng như là xây dựng các cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá, chương trình đẩy hàng tồn kho, vân vân. Rồi lập kế hoạch cho cái ngân sách và khả năng sử dụng cái ngân sách marketing đấy sao cho nó hiệu quả, đúng không ạ? Mình gọi là MROI, tức là marketing return on investment,
tạm dịch là cái hiệu suất về đầu tư cho marketing. Thí dụ như mình chạy Facebook, mình chạy TikTok hay mình livestream thì cái nào tốt hơn, kênh nào tốt hơn, rồi thì các cái dòng sản phẩm của mình cái nào đang được bán chạy vân vân. Cũng như là hỗ trợ marketing cho các đối tác, hỗ trợ marketing cho các cái đơn vị mà họ làm nhượng quyền, họ là bán hàng ra chúng ta. Ngày nay thì các cái nhà sản xuất, những cái người phân phối thì ngoài cái hoạt động marketing cho chính mình thì họ cũng làm marketing cho cái đối tác của họ nữa. Thì lúc này cái bộ phận marketing nó có cái vai trò là thêm, đấy là đi hỗ trợ marketing cho các đối tác, nghiên cứu thị trường rồi thì làm chương trình cho đối tác hết. Bởi vì muốn họ bán được hàng thì mình phải giúp họ để họ mới bán được hàng, đúng không? Mình xây dựng, lập kế hoạch, sau đó mình giám sát, sau đó mình triển khai, sau đó mình tuyển dụng nhân sự, mình đào tạo. Đấy là những cái vai trò quan trọng của cái ông, cái bà, cái vị trí giám đốc marketing. Và các vị trí tương đương như tôi nói là truyền thông communication hay là quan hệ công chúng là PR, đúng không ạ? Hoặc là digital marketing leader. Đấy, hoặc là giám đốc trải nghiệm khách hàng, giám đốc dịch vụ khách hàng, giám đốc chăm sóc khách hàng, thì nó cũng khác một chút, nó cũng khác một chút, chứ không phải là nó giống hết. Nếu mà nói giống hết thì thầy nói lên thiên quá, nhưng mà nó sẽ xem giống như vậy, tương tự như vậy một chút, được chưa ạ? Thế còn về yêu cầu thì các bạn có thể đi lên từng bước, ví dụ như là các bạn đi từ nhân viên marketing, rồi thì chuyên viên, rồi thì phó phòng, trưởng phòng, rồi giám đốc. Về mặt thời gian thì có thể cần khoảng 5-7 năm, hoặc là nếu bạn nhanh thì có khoảng 3-4 năm cũng được. Thì tôi hiện nay thì tôi cũng rất là may mắn, thì tôi cũng đào tạo ra một số những cái học trò của tôi. Các bạn ấy cũng đều làm giám đốc những cái công ty, nó cũng quy mô cũng vừa vừa thôi. Ví dụ như là một cái chuỗi bán đồ Nhật thì bây giờ bạn ấy cũng khoảng 6 cửa hàng, doanh thu bình quân khoảng 5-6 tỷ một tháng. Thế rồi thì có bạn làm giám đốc marketing cho chuỗi bán vàng bạc đá quý với khoảng tầm 12 điểm bán thì doanh thu cũng khoảng hơn chục tỷ một tháng. Đấy, nhiều, nhiều. Thì tôi đào tạo ra và tôi rất là tự tin về cái việc là những kiến thức này, những kinh nghiệm này, xu hướng này, những công cụ này, tư duy này thì đều có thể chia sẻ và truyền đạt với các bạn. Nếu như các bạn đang xem những cái series video này và các bạn đang là giám đốc rồi thì các bạn có thể trao đổi với tôi để hỏi về chiến lược trong năm nay, trong tương lai. Nếu các bạn đang là nhân viên, các bạn muốn đi lên tiếp theo lộ trình như thế nào thì các bạn cũng nên xem những cái khóa học như thế này để mình hình dung ra là thị trường bây giờ nó đang cần những cái gì và cái người có kinh nghiệm thì họ chia sẻ như thế nào, đúng không ạ? Về bằng cấp thì họ cũng có thể là cần bằng chuyên ngành marketing, chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành truyền thông, và bây giờ có nhiều chuyên ngành hẹp nữa, ví dụ như là chuyên ngành PR, đúng không ạ? Rồi chuyên ngành media, có thể là mình sẽ học dần 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 học lên học chương trình thạc sĩ, hoặc là mình đi học các cái short course ở bên ngoài, đúng không? Các cái chương trình giám đốc mà marketing, giám đốc kinh doanh, giám đốc chiến lược, kiểu kiểu như thế, thì nó sẽ bổ sung tri thức cho mình để mình có những quyết định mình phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp tục, đấy là chúng ta cũng sẽ phụ trách, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phụ trách các hoạt động marketing operation cụ thể, từ việc là bán hàng, trang trí điểm bán, ra các chương trình khuyến mại, lựa chọn sản phẩm, xác định thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu, vân vân nhá. Thì có kỹ năng lập kế hoạch, có khả năng làm nội dung, làm hình ảnh. Tại vì chúng ta đi lên từ thợ mà, thì sau này thì chúng ta sẽ không cần phải làm nữa, nhưng mà chúng ta sẽ biết là cái hình nào thì đẹp, cái nội dung nào thì phù hợp. Thì rõ ràng là chúng ta phải có kinh nghiệm, đúng không? Chúng ta phải có kinh nghiệm, và kinh nghiệm này cũng phải đổi mới, kinh nghiệm này cũng phải được cập nhật. Người ta nói rằng là tôi là giám đốc marketing 10 năm kinh nghiệm, nhưng thực ra là tôi chỉ có kinh nghiệm 1 năm thôi và tôi nhân nó với 10 lần. Đấy là một cái ví dụ vui để cho mọi người hiểu rằng là kinh nghiệm của chúng ta cũng cần phải liên tục được đổi mới, được cập nhật, được giao thoa, đấy, giao lưu, đúng không? Chúng ta tham gia vào các cái chương trình để chúng ta làm. Và chúng ta cũng cần phải am hiểu và sử dụng tốt một số những phần mềm
như là phần mềm Office đúng không, hay là như phần mềm về marketing, chạy quảng cáo, phần mềm quản trị nhân sự, kiểu kiểu như thế để phục vụ cho công việc thôi. Và chúng ta cũng có khả năng lãnh đạo, khả năng đào tạo, khả năng ra quyết định, khả năng truyền cảm hứng, và đặc biệt là đối với giám đốc marketing thì khả năng sáng tạo rất là quan trọng. Bởi vì marketing là nó sẽ bù đắp được và gia tăng được giá trị, bù đắp được chi phí dựa trên sự sáng tạo. À, nếu mà chúng ta làm những chiến dịch marketing sáng tạo thì chúng ta thành công, như vậy doanh số của chúng ta tăng đột biến và giá trị thương hiệu của chúng ta được định giá cao lên. Ok, thì trong video bài học ngắn này thì tôi chỉ xin phép trình bày là cái vai trò của giám đốc marketing trong doanh nghiệp là những cái gì, và những cái yêu cầu về kinh nghiệm, về cơ cấu, về bằng cấp, về kỹ năng, về thái độ, vân vân như thế nào, thì tôi cũng xin phép chia sẻ như vậy. Thì nó cũng giống như các cái vị trí khác của C-level thôi, nó chỉ khác một chút xíu ở cái chuyên môn. Thí dụ như ông giám đốc kinh doanh thì làm những việc khác, ông giám đốc marketing thì làm việc khác, ông giám đốc truyền thông làm việc khác, ông giám đốc nhân sự làm việc khác một chút xíu. Còn cái C-level, cái cấp bậc của giám đốc thì nó sẽ phải giống nhau, đúng không ạ? Ok. À, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.